Cái đấy nó là thế này, là lúc bấy giờ Cộng sản Việt Nam nó đã đánh Campuchia rồi. Cái lực lượng sau năm 75 đấy, dạ nó vâng. mạnh lắm. Dạ vâng. Và nó sửa soạn, nó đánh Thái Lan. Vâng, đúng rồi, à, đúng. Nó đánh Thái Lan là nó để ông Võ Đại Tôn ra xưng rằng tôi đã gặp Tư lệnh Thái Lan. Đúng. Và tôi xin miếng đất này, miếng đất kia đó. Dạ, thì để nó kết tội rằng Thái Lan đã nhúng vào nội bộ của Việt Nam. Dạ. Và Đảng Cộng sản Việt Nam là nó định đánh Thái Lan. Dạ, vâng. À, chứ không phải rằng nó cho ông ấy được lừa để ông ấy nói rằng ông ấy đã liên lạc với Tư lệnh Thái Lan. Dạ. Và Tư lệnh Thái Lan đã giúp đỡ. À, đấy là cái lý do để nó đánh Thái Lan. Dạ. Và Cộng sản Việt Nam là những người yêu nước, nó rất buồn về cái chuyện rằng thì là thuyền nhân Việt Nam bao nhiêu người bị hãm hiếp. Dạ. Nếu mà nó đánh Thái Lan à, thì quần chúng Việt Nam mở cờ trong bụng. Dạ, đúng. Và à, tất cả cái bọn cướp Thái Lan chỉ 3 năm chiếm đóng Thái Lan thôi thì nó sẽ bắt à, tất cả những cái đứa mà tố cáo hãm hiếp à, con gái Việt Nam, tất cả những thuyền nhân Việt Nam phải đền tội. Đúng, không ạ? Đúng rồi. Phải đền tội. Tôi thấy rằng thì là đấy cũng lại là một cái cơ hội bỏ lỡ, bởi vì rằng thì là khi mà nó đánh Campuchia, cái công của nó lớn như vậy, yeah. là nó làm cho cái Campuchia đáng nhẽ là chết về cái bọn Pol Pot rồi. Yeah, vâng. Mà thế giới cũng lại lên án đạo đức giả rồi tấn công Việt Nam. Thành ra Việt Nam thì nó cũng thấy rằng thì là nếu mà mình cứ muốn làm anh cả Đông Dương, yeah. à, ba nước Việt, Biên, Lào, và thực ra thì Việt Nam nó là anh cả rồi. Yeah. À, thế nhưng mà mấy cái nước chung quanh nó giả hình, nó cứ bới móc. À, nó nói rằng Việt Nam hiếu chiến với gì đó. Cái công của Việt Nam đối với Campuchia là trời biển. Yeah, đúng rồi. À, yeah. Và đáng lý ra thì đánh Thái Lan, à, tôi thấy rằng cái đó nó mới đẹp xem, nó mới xứng đáng ngang tầm đối với lại cái trách nhiệm của những người Việt Nam yêu nước, thì không thể nào dung dưỡng và không thể nào không có mối thù đối với Thái Lan. Vâng, bác Cường nhận xét và rất là chí lý. Đó thì các bạn nhìn thấy rằng ông Võ Đại Tôn ông nói là ông đánh lừa Cộng sản Việt Nam, nhưng mà thật sự ông đã bị Cộng sản Việt Nam cho vào cái bẫy để có một cái cớ. Nhưng mà sau này theo chúng tôi biết lý do họ không đánh là tại vì đó, bị mang tiếng sau khi mang Campuchia bình định xong, quân đội mình kéo về để lên đưa lên trên phía biên giới Việt Trung. Và tàu đấy, đã đánh. Đấy, tàu đã đánh. Thì mình đã muốn chứng tỏ rằng thế giới rằng mình rất là tôn trọng hòa bình. Mình giải phóng cho Campuchia xong rồi các anh mình đi về. Bác biết rằng bây giờ dân ở Campuchia họ chưa tới 10 triệu người. Mà có rất nhiều cái ngành công nghệ và ngành kỹ nghệ của họ xuất cảng nhiều hơn Việt Nam mình, xuất cảng nhiều hơn cả Thái Lan nữa. Thì như vậy đó, cái kinh tế, mãi là kinh tế của Campuchia rất là lớn. Như vậy thì họ phải cảm ơn Việt Nam, họ phải nhớ Việt Nam đời đời chứ. Mà nếu mà để Pol Pot mà nó cầm quyền thì giờ này chắc là Campuchia không được như vậy. Nhưng mà nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam rất là hay, họ biết tự chế. Họ biết đâu là điểm dừng. Thành ra họ đã dừng lại, bởi vì Thái Lan dù sao đi nữa cũng là một cái tiền đồn của Mỹ sau khi mà 30 tháng 4 75 là coi như là Mỹ thất bại tại Việt Nam. Đấy. Thành ra cái đó mà cái là thành ra họ không muốn tấn công vào Thái Lan. Chứ thật sự họ đã biết từ cái vụ mà Hoàng Cương Minh đã mượn đất Thái Lan rồi mà. Rồi ông Võ Đại Tôn nương cái đà đó cũng nói rằng là tôi đã có đất rồi. Rồi ông Nguyễn Văn Là, Trung tướng Nguyễn Văn Là chết rồi, cũng nói tôi là cái ông anh em ở đây gọi ông là gọi là anh Sáu, là dân phục quốc đó gọi là anh Sáu. Đấy, nhưng ông Là cũng đi về tới bên Thái Lan chứ có bao giờ mà dám đi xâm nhập như ông Hoàng Cơ Minh để mà chết đâu. Ông nào cũng sợ chết hết, nhưng mà chỉ muốn để đánh lừa dân chúng thôi. Thì bác Cường, cảm ơn bác Cường đưa những cái nhận xét đó, và cái điều đó rất là phù hợp với lại nhiều người đã nghĩ về cái vấn đề này. Vâng, mời bác.
Còn cái vấn đề Thái Lan thì cũng nhân dịp này cho tôi nói thế này. Người ta thấy rằng thì là Thái Lan cũng lại được chọn làm một cái đất nước đẹp. Một bên là những thuộc địa của Pháp, ba nước Việt Miên Lào vân vân. Còn bên kia đó là thuộc địa của Anh Lê. Do đó mà hai cái đế quốc Pháp và Anh Lê nó không muốn đụng nhau thì nó chọn cái nước Thái Lan là một nước trung lập. Một cái nước ở giữa, nước đẹp ở giữa. Thành ra Thái Lan là một nước tự dưng được may mắn có được một cái vẫn hãy còn được tôn trọng là ông vua vân vân. Chứ còn thì Thái Lan đời xưa Siêm La mấy gì đó là cái tình trạng được chọn như vậy mà thôi. Chứ còn Thái Lan đó, rồi các tướng lãnh cũng đảo tránh, rồi thì là cũng tham nhũng, rồi thì cũng tham quyền cố vị, có cái gì hay đâu. Nếu quý bạn mà coi cái phim Le Roi Moi đó, ông vua và tôi đó, thì thấy Hollywood điện ảnh á, nó mang cái ông vua Thái Lan ra, nó cười, nó pha trò, trông như là một thằng ngô nghê vậy. Đấy là về Thái Lan. Thế còn về cũng nhân đây cho phép nói về Singapore. Vừa rồi mình đã thấy rằng thì là ngoài cái ông Trump định gặp chú Ổn ở 3-4 địa điểm Geneva và rồi địa bàn Buôn Điếm, rồi thì có người là cả Việt Nam nữa vân vân. Thế nhưng mà bây giờ đó thì là cái quyết định là chọn Singapore. Thưa Singapore là cái gì mà một vài người cứ cái chốc lại nói rằng thì là Singapore nó phát triển như vậy, Việt Nam là không thấm tới đâu, làm nhầm làm sai, phải không ạ? Thưa cái Singapore nó là một cái đầu cầu mà trong cái tương quan quốc tế nó gọi đây là cái tay hòm chìa khóa của nước Mỹ. Bởi vì rằng thì là sau đệ nhị thế chiến, cái vai trò của Hồng Kông đó, Hồng Kông là của người Anh đó, mà được thuê 99 năm thì lúc bấy giờ nó sắp hết rồi, sắp hết hạn rồi. Và Trung Quốc nó sẽ lấy lại cái Hồng Kông. Do đó người Mỹ kế tiếp, nối tiếp cái ông Anh, lúc bấy giờ nước Anh để cũng đã là yếu rồi. Cho nên người Mỹ mới chọn cái Singapore, để nó cũng là người tàu mà thôi. Chọn cái Singapore thì làm sao mà nó không phát triển, một cái cảng nó nhỏ tí thế này và nó đầy là những người tàu người tiếc, thì tới đó thì là nó phát triển mà thôi. Thành ra nó được chọn để mà làm một cái cảng tự do thay thế cái Hồng Kông mà sắp trả về cho Trung Quốc thôi. Thì bây giờ là Singapore là đứng đầu về mãi lực kinh tế, đứng đầu ở Đông Nam Á, kế đó là Mã Lai, thứ ba nữa là Thái Lan, thứ tư là Nam Dương nhé, quên cái đội thứ tư là Thái Lan, Việt Nam năm. Nhưng mà các bank tiên đoán là Việt Nam năm tới sẽ qua mặt Thái Lan. Vâng, bác cảm ơn bác về vấn đề mà Singapore. Thì